Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy lọc khí em vừa dọn xong. Ở đây là một cái con mẫu VIP của Panasonic, cái dòng mặt gương có mã là BC70XZ các bác nhé. BC70XZ, một con dùng cho phòng vào khoảng 45 đến 55 mét vuông trở lại. Mẫu mã thiết kế đời mới rất là đẹp này. Hình thức còn khá là mới các bác. Cực đẹp luôn nhé. Màu đen. BC70XZ. Đây là cái mẫu mã mà đến bây giờ hiện tại thì hãng Panasonic vẫn đang sản xuất cái mẫu này. Mẫu này thì vẫn đang được bán ở các cái siêu thị khá là nhiều. Cái phân khúc hàng VIP. Con này sản xuất 2013, 66W, điện 100V. Các tính năng trên máy đây thì con này có thêm... Ngoài các tính năng bình thường ra thì con này có thêm cái tính năng này các bạn này. Đó là cài đặt được độ ẩm. Đấy, cài đặt được cái mức độ bù ẩm. Chỉ duy nhất những cái model trở này trở lên thì bắt đầu nó có. Để còn các cái tính năng khác thì vẫn như nhau thôi. Hẹn giờ là khóa trẻ em, cảm biến ánh sáng các thứ đầy đủ. Mắt cảm biến phát hiện người Econovi, báo phần trăm độ ẩm. Nói chung là các tính năng khác thì vẫn như các máy khác, nhưng thêm cái tính năng này và nó mắt cảm biến phát hiện người. Này. Con này thì cái màng HEPA theo máy zin còn rất là đẹp này các bạn này, trắng đẹp nhé. Màng than hoạt tính dày này. Một con máy nói chung là đẹp trong phân khúc, tầm tiền vừa phải. Chiếc này em bán là 3,9 triệu, bảo hành 1 năm. Máy đã được đấu biến áp điện 220V rồi, có cắm thẳng điện lưới Việt Nam nhé. Bên riêng này là khu vực bình nước bù ẩm này. Con này màng tàu ẩm zin theo máy còn như mới tinh. Một con máy các bác có thể dùng trong những ngày hanh khô thì mình bù ẩm. Hanh khô thì bụi mịn nó rất là nhiều, bụi mịn bay lơ lửng nhiều thì những cái máy này nó lọc rất là hiệu quả đấy. Sẽ test thử cái tính năng này. Cái chất lượng không khí hôm nay quá xấu rồi các bạn này. Lên đến 159-60. Ngưỡng đỏ rồi. Trong máy mình kiểm tra chất lượng đi. Sau khi cho máy các bạn thấy chất lượng không khí ra tốt chưa? Chiếc này em bán là 3,9 triệu nhé, bảo hành cho các bác 1 năm. Để các bác nào có nhu cầu mua lọc khí bảo vệ sức khỏe cho gia đình nhà mình thì các bác liên hệ, nhất là các bác trong nội thành, đặc biệt là các bác trong nội thành, cái lượng không khí nó ô nhiễm kinh khủng do khói xe rồi lượng bụi mịn trong nội thành thì chắc nó phải cao gấp mấy lần ngoại thành. Để các bác thấy sau khi mà cho qua máy chất lượng không khí nó tốt như này cả. Giá 3,9 triệu bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển các bác nhé. Chào các bác.